Hôm nay ngày đầu tiên Khôi và An gặp nhau, và cũng lần đầu tiên Khôi và An hát chung với nhau với Lê Thừa Phong. Nhưng mà phải nói một sự kết hợp giữa ba người quá tuyệt vời. Quý vị công nhận với Hương Hồng thì cứ cho tim với hoa lên nhiều chút xíu nữa Hương coi là Hương biết ngay. Nếu mà lời Hương nói là đúng. Bây giờ bài hát này thật ra không phải là mới, nó là mấy năm rồi đó. Bao nhiêu năm rồi. Bài hát này đã được Tuấn Ngọc hát, rồi ca sĩ Hà Anh Tuấn hát. Nhưng hôm nay thì Hương nghĩ là cái bài hát này sẽ được mới trở lại qua tiếng hát của Hoài An và Nguyễn Khôi với tiếng đàn của Lê Thừa Phong. Khi mà có những lúc người ta đi uống cà phê, rủ bạn bè rủ nhau, nhất là giới đàn ông, tụm năm tụm bảy đi uống cà phê rất là vui. Có những lúc người ta đi uống cà phê một mình để nhớ về ai đó. Khi hoặc là đang buồn cũng uống cà phê một mình, phải không? Hai em hay là Phong có cái điều đó chưa? Nói chung là cà phê một mình đó. Em thì em buồn em đi uống bô bà chứ không uống cà phê. Em cũng không uống cà phê. Uống bô bà một mình là... thì có. Dạ. Anh chị... có uống cà phê không? Hay là chị làm một bài bô bà nhớ em đi. Để em hát cho. Sao nghe cũng nhức quá à. Cái đó là thiếu nhi đó em. Thì nhưng mà thực ra cái bài cà phê bản thân Hoài An không uống cà phê thưa quý vị, và thực ra nói cà phê nhớ em thì cũng đâu có nhất thiết là mình nhảy vào quán cà phê mình uống cà phê đâu. Đó, thông thường quán cà phê nó là một cái không gian nó khá là lãng mạn, thì có những người họ mượn cái chốn đó để lui mình vào trong một cái góc ở trong một cái quán đó để gặm nhấm cái nỗi buồn của mình. Nó là như vậy. Đối với chị Vi Hương thì cà phê và thuốc lá là cái điều gì đó để người ta nói đến, một cái ví dụ để nói đến cái hình ảnh của người đàn ông, của một người đàn ông. Thì khi mà nhớ đến em, một người đàn ông nhớ đến em thì mượn điếu thuốc lá hoặc ly cà phê. Nhưng mà đúng, em không có cà phê, em không cần phải uống cà phê, em kêu ly bô bà để em nhớ em cũng được. Thì cái bài hát này, cà phê nhớ em là hình ảnh của một người nào đó, ngồi uống cà phê để nhớ đến một người nào đó. Cà phê nhớ em, Hương sáng tác cũng là bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà hôm nay để nghe hai tiếng hát này kết hợp với nhau với lần đầu tiên luôn, và cũng rất là nhanh quyết định trong ngày hôm nay. Mấy tiếng này là cách đây 2 tiếng mình mới gặp nhau là mình tới mình lấy quyết bài định để là tông, lấy mình quyết bài này rồi xong đó là tập một vài lần. Là cũng cái bài này khá là đặc biệt, cái bài đặc biệt và cái hoàn cảnh để mà hát cái bài này cũng khá là đặc biệt. Không, thật ra thì quý vị biết, cho Hương nói chút xíu trước khi hai người hát. Cái bài này Hương đã cái ý định Hương đưa cho Nguyên Khôi hát một mình sau khi mà Nguyên Khôi nghe Hà Anh Tuấn hát. Rồi bài này Hương cũng ý định Hương đưa cho Hoài An hát một mình, hai người mỗi người solo. Nhưng khi mà Hương thấy hai cái giọng ca này kết hợp với nhau hay thì Hương nói wow, tại sao hai người không hát chung bài này? Thì hôm nay cà phê nhớ em với tiếng hát của Nguyên Khôi và Hoài An. Xin mời quý vị và tiếng đàn của Lê Thừa Phong. Thank you.
Sao lòng thấy lê mê, nhìn người ta quân quýt. Tôi từng đôi có nhau, em của tôi ở đâu? Em giờ đang ở đâu? Một mình đang trong chiều mơ, về ngỡ bóng em qua, chờ mình trong khói thuốc, chờ vỡ giọt đắng nồng. Em của tôi ở đâu? Em giờ đang ở đâu? Ly cà phê còn đây, sao không mùi hôm nào? Tình vẫn trong đáy cốc, ai cũng chia giọt đắng. Quay xong cho tan mong. Ly cà phê còn đây, sao không mùi hôm nào? Tình vẫn trong đáy cốc, ai cũng chia giọt đắng. Quay xong cho tan mong. Nghe hai em hát, nghe ba người cùng trình diễn mà những người không uống cà phê hát ly cà phê nhớ em. nhưng rất thấm. Em cũng không uống cà phê nhiều nhưng rất là phê. Nhưng mà khi mà trong lúc hai người hát thì Hương ngồi Hương nghe cái khúc mà ly cà phê còn đây, sao không mùi hôm nào, tình vờn trong đáy cốc. Tình vờn trong đáy cốc, Hương nghĩ ly cà phê thì mới cái người đó mới nhìn thấy cái cuộc tình nó trong cái đáy cốc. Còn nếu mà như lời Khôi nói mà ly bô bà, sao thấy được cái gì trong cái đáy cốc ta? Có mấy viên bô bà. Thấy những cái hộp bô bà lăng tăng.